xác một chút. Bóng lại đến chân của Công Vinh. Vẫn là Công Vinh. Xuân Trường, đường truyền rất nhạy cảm của Xuân Trường. Tỷ số được nâng lên thành 3-1. Đó lại là Văn Toàn. Vâng, đó chính là sự hiểu ý của những cầu thủ đã gắn bó đến 7 năm, hơn 7 năm rồi cùng nhau, hiểu nhau trong từng bước di chuyển. Một đường truyền quá nhạy cảm của Xuân Trường. Một đường truyền chính xác đến từng cm. Và Văn Toàn, nhiệm vụ của Văn Toàn còn lại là không khó. Chỉ cần một pha dứt điểm bình tĩnh là đủ. Vâng, quá nhiều cảm xúc cho huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng, cho những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang có mặt trên sân, cho các khán giả và đặc biệt là đối với cá nhân Văn Toàn. Lần đầu tiên được mặc áo đội tuyển quốc gia và anh đã lập một cú đúp. Chúng ta cùng xem lại pha bấm bóng rất kỹ thuật của Xuân Trường. Văn Toàn đã được tạo điều kiện một cách tối đa. Đây có thể nói là một pha kiến tạo cực kỳ ngon ăn dành cho Văn Toàn. Phải nói rằng trong trận đấu ngày hôm nay, các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến thi đấu này đều được thực hiện với những tình huống phối hợp rất đẹp mắt. Trước khi có được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, bàn nâng tỷ số lên 2-1, thì Văn Toàn đã có cơ hội để